Xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình chia sẻ ước mơ du học Singapore cùng với công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam, công ty Tân Đại Dương. Trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện ngắn với bạn Ngô Thị Kim Ngân. Bạn vừa mới có kết quả IPA từ lãnh sự quán Singapore. Chị xin chào Kim Ngân. Dạ em chào chị. Kim Ngân có thể giới thiệu sơ nét về bản thân em cho tất cả các bạn được rõ không? Dạ, em tên là Ngô Thị Kim Ngân. Em mới vừa học xong 11 và em học trường Hồng Hà. Kim Ngân đã chọn đất nước Singapore để mình theo học cái chương trình tiếp theo. Vậy thì Kim Ngân cho chị hỏi là tại sao mình lại chọn Singapore để mình theo học? Dạ em cũng em cùng với mẹ em cũng nghe nói là đất nước đó học có môi trường rất là tốt. Cho nên em cũng theo học. Rồi mình qua Singapore mình đã đăng ký học ở trường nào em? Dạ em học ở trường Kaplan. Cái chương trình mà mình sẽ học ở Kaplan là gồm những chương trình gì em ạ? Em sẽ học tiếng Anh trong 10 tháng, xong rồi em liên thông lên cao đẳng hoặc đại học, rồi em lấy bằng. Rồi mình lấy bằng, mình có bằng cao hơn như mình mong muốn. Dạ. Rồi cho chị hỏi là trong cái quá trình mà mình làm hồ sơ á, cái cảm giác của em như thế nào? Dạ em rất là hồi hộp. Mình hồi hộp bởi vì mình sợ là mình không có được cái kết quả tốt đúng không? Rồi khi mà cái chị tư vấn mà thông báo cho em biết á là ngơ em đậu rồi á thì cái cảm giác của em lúc đó là sao? Dạ em rất là vui. Mình rất là vui bởi vì cái ước mơ mình đi học Singapore đã trở thành sự thật em ha. Dạ. Rồi làm sao mà em biết tới dịch vụ của Tân Đại Dương để mà mình tìm tới đây với chúng tôi? Dạ cái này thì mẹ em đã xem mẹ em đã xem những thông tin trên mạng, biết cái dịch vụ mà rất là uy tín. Rồi trong quá trình mà em làm hồ sơ Tân Đại Dương á, em có cảm nhận như thế nào về Tân Đại Dương, về những cái chuyện làm hồ sơ tư vấn cho em này? Dạ, mấy chị đó rất là thân thiện, giúp em, giúp trong quá trình. Chị cảm ơn Kim Ngân rất là nhiều. Em đã tới đây để chia sẻ một cái chia sẻ rất là ngắn, nhưng mà chị nghĩ là nó sẽ rất là giúp ích cho những bạn nào có ước mơ đi học Singapore giống như em. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những chương trình lần sau.